thần tượng âm nhạc. Chương trình đồng hành cùng Việt Nam Idol 2012 rất vui được gặp lại các bạn. Rất đông thí sinh đã đến với Việt Nam Idol 2012 và phải ra về vì họ chưa thể hiện được hết khả năng của bản thân, chưa chinh phục được ban giám khảo. Nhận được tấm vé vàng để đi tiếp vào vòng sau không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta hãy xem các thí sinh đã chinh phục ba vị giám khảo thế nào nhé. Em tên là Yến My ạ. Và sau đây em xin trình bày ca khúc Tôi Thích ạ. Chị thích. Mời em. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa và ăn những món ăn mà tôi thích nhé. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Tôi thích khúc hát dù còn ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát. Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, niềm vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ca lên bạn ơi, đừng quên đi solo. Ca lên bạn ơi, cùng tôi hát, hát. Tôi thích ghê. Chị nghĩ là em rất là thích hát, rất là đam mê và muốn được thể hiện mình nhiều hơn nữa. Nhưng mà chị nghĩ là so với thần tượng âm nhạc thì hình như là em vẫn chưa đủ. Cái giọng hát của em chưa thật sự thuyết phục. Em có một cái lỗi rất là lớn là hát thỉnh thoảng có những cái nốt nó cứ bị không chính xác. Em tự tin ạ và em học hỏi rất nhanh ạ. Và em tin là em sẽ làm được. Anh chỉ sợ em không phải là học hỏi mà anh sợ nhiều khi em lại bị bắt chước á. Thì cái đó là mấy cái nguy hiểm. Em sẽ học hỏi và biến cái đúng thành cái của mình ạ. Anh để xem coi em sẽ thực hiện lời hứa như thế nào. Chính sự tự tin và lợi thế về phong cách trình diễn đã giúp Yến My giành được một tấm vé vàng. Còn thí sinh tiếp theo này thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Em tên là Nguyễn Đức Trường Giang. Năm nay em 27 tuổi, sẽ gửi tới một bài hát rất là quen thuộc của nhạc sĩ Thành Phương. Bài hát được mang tên Phố Chiều. Từng chiều trên phố thanh thang buồn vui, em bên tôi cho tôi phút bình yên, lắng nghe thời gian có tia nắng rơi vỡ tan bên chiều hoàng. Hoàng hôn buông kín xa mơ hàng cây, gió khẽ lướt qua lạnh vai kề vai, tiếng yêu ngủ quên vì ánh mắt em trách tôi sao lặng yên. Yeah yeah yeah. Cái giọng của em rất là cao nhưng mà nó lại không sáng. Giọng hát tốt, phong cách chưa ổn. Phong cách thì có thể khôi phục được không ạ? Có thể trong quá trình luyện tập được không ạ? Được, nhưng mà cần thời gian. Anh cũng thích cái phong cách của em nếu như là không quan niệm đó là ca sĩ. Nó rất là tự nhiên của một cái người bình thường đi thi hát. Và anh thích cái điều đó, cho nên anh chọn em. Cảm ơn anh. Chị nghĩ em cần phải về chuẩn bị hành lý đi Sài Gòn. Chị chọn em. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúc mừng em. Chúc mừng Trường Giang. Hẹn gặp lại bạn trong phòng nhà hát sắp tới. Tiếp theo sẽ là một thí sinh có ngoại hình rất thư sinh, nhưng giọng hát và phong cách âm nhạc của thí sinh này chắc chắn sẽ khiến các bạn bất ngờ. Em là Nguyễn Duy Khánh, hiện tại đang học thương mại. Năm nay 21. Em hát bài gì? Em hát bài This Love. I was so high, I did not recognize you. The fire burning in your eyes, the chaos controlling my mind. Whisper goodbye as she's got on the plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love had taken its toll on me. She said goodbye to many times before. Lúc đầu vô thì rất là ấn tượng. Nhưng mà khi mà em đánh đàn nó hơi bị ồn quá, lớn quá so với giọng hát của mình. Chị cũng chưa có xác định được rõ là giọng em. Anh thích cái phong cách của em và anh chọn em. Anh nghĩ em hấp dẫn khi em cầm cây đàn guitar. Nó có sự thu hút. Nhưng mà em phải tập cho đánh đàn hay hơn. Anh cũng rất là thích cái phong cách của em. Chị chúc mừng em vào vòng trong.
cố gắng nhá. Giọng hát đầy nội lực đã giúp Duy Khánh chinh phục được giám khảo và giành lấy tấm vé vàng. Còn các thí sinh khác tại Hà Nội đã thể hiện mình như thế nào trong phòng giám khảo? Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tại những tập vui cùng thần tượng âm nhạc tiếp theo, phát sóng từ 16h50 đến 16h55 các ngày từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Khán giả truyền hình cũng đừng bỏ lỡ tập 2 của Việt Nam Idol với những thí sinh tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phát sóng vào 20 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2012 trên kênh VTV3.